Xin chúng ta đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa được chép trong sách Phúc âm Luca đoạn 6 câu 21 phần B. Chúng ta cùng nhau đọc. Chúng ta đọc cái phần sau thôi, phần A chúng ta không cần phải đọc, đọc được cho cái người đương khóc lóc đó ở trên trên bảng. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Một lần nữa, phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Amen. Kính mời quý ông bà chị em đồng an tòa. Kính thưa quý ông bà chị em, trong tuần rồi đó thì nếu ai theo dõi tin tức thì chúng ta biết có một cái sự kiện đã xảy ra ở tại Vương quốc Anh mà nó có liên hệ tới người Việt Nam chúng ta, đã gây nên một cái sự xúc động rất là lớn lao ở không chỉ nước Anh nhưng mà ở trên cả thế giới và trong cộng đồng người Việt, dù là ở hải ngoại hay là ở trong nước cũng vậy. Đó là cái sự kiện có 39 người mà theo một số 39 người bị chết trong một cái xe container đông lạnh. Thì đây là một số những người mà họ nhập cư một cách trái phép từ ở trong lục địa để mà họ đi qua bên đảo quốc của Anh. Và để có thể lọt vào trong đó thì người ta phải sử dụng cái xe đông lạnh. Và chúng ta biết rằng khi phát hiện thì tất cả 39 người ở trong đó thì nó gồm 31 người nam và 8 người nữ đều chết hết. Và chết một cái chết rất là đau thương. Và theo nhiều cái dữ kiện và tin tức thì cho biết là có lẽ 39 người này đều là người Việt Nam. Và không chỉ có 39 người trong cái chuyến vượt biên như vậy thôi, nhưng mà người ta tìm hiểu thì biết rằng có một cái đoàn người của Việt Nam đó là khoảng 110 người và dự định đi ở trong 3 cái chuyến xe container. Thì bây giờ mới phát hiện có một chuyến xe đó thôi, còn 2 cái chuyến khác thì cũng không biết là nó đã đi lọt vào đi trước hay là nó chưa đi, thì cái đó người ta chưa biết được. Nhưng mà cái điều này đó thì nó cũng gây nên một số những cái nhận định và phản ứng khác nhau. Có những người thì họ nói rằng đó, để có thể đi được một cái chuyến như vậy, nhập cư lậu vào trong nước Anh thì họ phải đi qua rất nhiều quốc gia, họ thì qua Trung Quốc, và đó có lẽ là cái nơi mà chuẩn bị cho họ về giấy tờ, về cái này kia kia nọ đó. Nó có những cái tổ chức để mà đưa người ta đi và phải trả những cái khoản tiền rất là lớn. Nó khoảng chừng nếu tính ra tiền Việt Nam thì gần 1 tỷ đồng. Cho nên á, tính theo tiền mà của Anh Kim chẳng hạn đó thì nó 30 mấy ngàn Anh Kim, hay là tính theo tiền đô đó thì chúng ta biết là nó là 40 mấy ngàn đô á, cho một người trong một cái chuyến đi như vậy. Thì đó là một con số tiền rất là lớn. Và có những người họ nói tại sao không dùng cái số tiền đó để mà sinh sống làm việc ở tại Việt Nam mà lại đi một cách phiêu lưu như vậy, không có bảo đảm như vậy. Thật ra thì có những người họ cũng nói là đáng đời cho mấy cái người đó, bởi vì phần lớn những người này là đi từ miền Bắc, ở cái vùng Nghệ An thuộc về Nghệ tỉnh. Thì đây là một cái vùng của dân nghèo lắm, nhưng mà người ta đã phải cầm cố cả gia sản của mình rồi đi vay mượn tùm lum để mà có được những cái khoản tiền như vậy mà trả. Thì có những người họ cho rằng cái điều đó là những cái người này ngu dại thì đáng đời. Tuy nhiên cái vấn đề của chúng ta thì chúng ta cũng biết rằng nó cũng đã gây nên một cái sự xúc động lớn ở trên nhiều người. Tại vì chúng ta không có đoán xét được những cái người mà họ ra đi vì cớ một cái động cơ hay một cái mục đích nào. Và trả một cái khoản tiền lớn như vậy, đương nhiên là người ta cân nhắc coi cái việc đó nó có hy vọng gì hay không. Và người ta sẵn sàng trả một cái giá như vậy, không phải là tiền dư thừa mà nó là tiền có đôi khi cầm cố nhà đất để mà có. Thì cái vấn đề đó là chúng ta biết có những người Việt Nam của chúng ta cho tới ngày hôm nay thì họ vẫn còn phải tìm cách trốn ra khỏi nước để tìm đến một cái bến bờ tự do, đến một cái xứ sở tự do cho họ.
Cho dù họ có đi vì lý do kinh tế gì đi nữa thì điều đó cũng cho thấy một cái bế tắc vô hy vọng ở trong nước, cho nên người ta mới phải sẵn sàng ra đi như vậy. Chẳng khác nào giống như rất nhiều người giữa vòng chúng ta mấy mươi năm về trước, chúng ta cũng đã bỏ nước ra đi, thì chúng ta có thể đi bằng con đường là đi thuyền ra đó. Cho nên chúng ta, người ta gọi mình là boat people, những cái người đó, hay là những thuyền nhân. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì người ta không còn đi vượt biên bằng cái cách đó nữa, mà người ta đi gọi là thùng nhân đó. Đó, cho nên là bây giờ ở trong mấy cái xe thùng, và lý do là chúng ta thấy là họ đi để có thể vượt qua những cái trạm kiểm soát đó. Sở dĩ họ chọn cái xe đông lạnh là tại sao? Tại vì đối với cái xe đông lạnh đó, thì người ta không thể nào mà khám xét bằng cách phải mở ra. Tại vì mở ra có đôi khi nó làm hư hỏng hàng hóa hay là cái gì đó chứa ở bên trong. Người ta chỉ dò bằng máy ở phía bên ngoài và cái máy đo nhiệt. Cho nên đây là lý do mà họ khi đưa một số người đi qua như vậy trong cái thùng container đông lạnh đó, thì họ có thể là được uống những cái loại thuốc, nó là cái thuốc giống như là ma túy, để nó làm cho họ giống như là đờ đẫn đi, hay là họ có thể ngủ ở trong đó và không được phép mặc áo ấm. Tại vì nếu mà mặc áo ấm, cái thân nhiệt nó được bảo vệ ở trong cái phòng đông lạnh đó, thì khi mà người ta dò máy nhiệt như vậy đó, người ta sẽ khám phá ra. Đó là lý do là họ phải mặc những cái bộ đồ rất là mong manh. Và không những như vậy mà trong một cái chỗ đông lạnh âm 25 độ C thì nó là cái lạnh rất là khủng khiếp, mà nó có thể làm cho người ta chết ngạt luôn, chứ không phải chỉ là chết lạnh. Và khi người ta mở cái thùng container xe đông lạnh nó ra thì người ta thấy 39 người đều chết, và họ nằm chồng lên nhau có vẻ vì quá lạnh, và những cái vết máu đầy ở trong, nhất là ở cái cửa. Có lẽ là họ tìm cách để thoát ra nhưng mà không được. Và cái điều này làm xúc động đến mức mà chúng ta thấy rằng đó là hàng ngàn người cư dân ở tại cái thành phố đó, họ đã làm những cái lễ tưởng niệm. Và khi cái chiếc xe đó nó di chuyển đến cái chỗ để mà nó có thể được người ta khám nghiệm đồ này kia đó, thì có những người cảnh sát đương nhiên là họ đứng bảo vệ, và cũng có những người dân họ đều cúi đầu đứng nghiêm để mà tưởng niệm cho những con người đã chết một cái chết rất là đau đớn như vậy. Tôi không biết điều này nó có làm cho lòng của chúng ta xúc động hay không. Tuy nhiên, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy rằng thế giới này là một cái thế giới đầy những cái đau khổ, đầy nước mắt. Và nếu chúng ta còn có thể đổ nước mắt được thì nó là một cái điều tốt á. Bởi vì thế giới này nó cũng cho chúng ta thấy mặc dầu nó nhiều đau khổ, nhưng mà tội lỗi gia tăng, sự ích kỷ, sự kiêu ngạo, theo đó nó cũng gia tăng làm cho người ta trở nên vô cảm. Người ta không còn có thể khóc được nữa. Khó để mà người ta có thể khóc. Cho nên nếu chúng ta có thể khóc được cho những cái đau thương trong thế giới này, đó là một dấu hiệu tốt. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói về nước mắt, nhưng mà là nước mắt tuôn ra phước hạnh. Làm sao để nước mắt của đau thương mà nó có thể tuôn ra thành phước hạnh? Đó là điều mà chúng ta muốn suy gẫm và học hỏi qua lời của Chúa trong thời giờ này. Khi nói đến nước mắt, tôi nói đến khóc thì có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có từng trải này hết. Thật ra thì bởi vì mỗi chúng ta khi mà vừa mới chào đời á, bước vào thế giới này á, vừa mới được sinh ra đó, thì là khóc trước rồi. Đâu có đứa trẻ nào sinh ra nó cười đâu, mà nó khóc thôi mà. Thấy không? Phải chăng đó là cái điều nó bước vào trong cái thế giới đau thương này thì nó phải khóc trước? Cho nên nước mắt là một cái điều gì đó nó phổ biến ở trong con người của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa của nước mắt. Có đôi khi chúng ta thấy rằng đó là theo cái quan niệm của thế giới đông phương nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng, thì người ta cho rằng nó khóc đó là dành cho nữ giới, mấy người yếu mềm á. Chứ còn nếu mà là nam nhi chi trí hả, thì là không có được khóc. Nhưng mà nhiều khi mình dạy dỗ cho con của mình là những đứa con trai á, mà nó khóc nó con trai mà khóc nó xấu hổ. Cho nên chúng ta đã được dạy như vậy từ khi còn nhỏ. Cho nên nhiều khi á, là những người nam họ cho rằng nó khóc là một dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự thất bại, của sự nhu nhược. Còn thể hiện cái sự mà dũng mãnh của mình đó là mình không có khóc.
dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh sự việc gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó, thật ra khóc nó là một trong những cái biểu hiện thông thường của con người. Cho nên là chúng ta cần phải thấy được cái điều đó. Và chúng ta sẽ thấy được rằng nó thiệt ra khi nói về nước mắt đó thì nó cũng có nhiều cái loại nước mắt, dạng nước mắt khác nhau. Thì ít nữa là có ba cái loại nước mắt. Thứ nhất đó là nước mắt cơ bản. Và nước mắt này thì chúng ta biết rằng nó tự có ở trong con mắt, nếu mà chúng ta có mắt bình thường, để nó duy trì cái độ ẩm cho mắt. Và đồng thời thì nó cũng ngăn ngừa cái sự nhiễm trùng nữa. Người ta tìm thấy ở trong nước mắt nó có nhiều cái chất mà nó có chống lại cái sự nhiễm trùng. Cho nên chúng ta biết rằng nước mắt rất là cần thiết. Mỗi lần chúng ta chớp mắt đó, thì là cái tuyến lệ của chúng ta nó ứa ra một phần nước mắt. Và có những người mà họ mắc phải cái chứng bệnh bị khô mắt đó, thì họ phải nhỏ mắt nữa. Và từ cái sự khô mắt nó có thể dẫn tới nhiều cái chứng bệnh nguy hiểm hơn, có thể làm cho đuôi mù nữa. Và nếu chúng ta không có được cái đôi mắt mà nó có nước mắt, mỗi lần chớp mắt là nó tiết ra nước mắt, chúng ta phải nhớ như vậy để nó bảo vệ mắt của mình luôn luôn được ướt. Và bởi đó mà chúng ta có thể nhìn người khác một cách trong sáng được, chúng ta nhìn rõ được nhiều khác. Nếu thiếu nước mắt, khô mắt đó, là chúng ta không có nhìn rõ được thế giới xung quanh chúng ta. Và đồng thời nó rửa sạch mắt của mình. Cho nên đó là cái loại nước mắt cơ bản. Rồi bây giờ nó có cái nước mắt phản xạ. Nó phản xạ là ngay cả cái tay của ai chỉ vô mắt mình cái là chúng ta chớp mắt liền, phải không? Nhắm lại liền à. Chú cho chúng ta có những cái phản xạ như vậy. Nhưng mà ở đây nó chống lại đối với khi mà ở trong cái môi trường mà có khói hay là nó có bụi, thì con mắt của chúng ta đó nó tiết ra nước mắt. Nó có tính cách là nó phản xạ lại trước những cái điều đó, nhưng mà nó nhằm mục đích là để bảo vệ cho mắt của mình. Cho nên đây là những cái nước mắt phản xạ. Rồi thứ ba đó là nước mắt cảm xúc. Và nước mắt cảm xúc thì nó đến từ cái tâm trạng nào đó, và nó xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim của chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận một điều gì đó, đó có thể là vui mừng quá cho nên chảy nước mắt. Vui mình cũng khóc, đúng không? Không phải là khóc khóc này là khóc buồn, nhưng mà nó là khóc vui. Cho nên mình nhiều khi mình vui quá thì mình cũng chảy nước mắt nữa. Thì nó đến từ cái tâm trạng của chúng ta, trái tim của chúng ta nó vui mừng ấy, thì nó tiết ra, nó tác động và chúng ta thấy là nó làm trào nước mắt. Nhưng mà chúng ta biết rằng là phần lớn nước mắt của cảm xúc ấy, thì nó đến từ những cái tâm trạng đau thương, những cái nỗi buồn, những cái nỗi mất mát nào đó. Thì chúng ta muốn nói về cái loại nước mắt này. Và chúng ta cần thấy rằng đó, Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Christ khi Ngài đến trong thế gian này, thì chúng ta biết rằng đó, Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Chúa Giêsu Ngài đã khóc. Và không phải Ngài khóc chỉ là ứa lệ thôi đâu, mà tác giả thơ Hebrew còn cho chúng ta biết rằng đó, Ngài đã lớn tiếng mà khóc lóc nữa kìa. Cho nó có một cái sự than khóc. Điều đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Khi Chúa đã đến thành Jerusalem, Ngài đã nhìn vào cái viễn ảnh tương lai của nó sẽ bị tàn phá, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã khóc vì thành Jerusalem. Cho nên á, đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thật sự có được nước mắt. Và đây là những cái điều mà nó sẽ giúp cho chúng ta, để mà đôi khi giúp mình cải thiện hoặc là cái tâm trạng của chúng ta, hay là nó đem lại cái sự cân bằng về cái cảm xúc ở trong chúng ta. Nó là cần thiết lắm. Bây giờ chúng ta nói qua về những cái lý do nó có thể khiến cho chúng ta phải tuôn ra nước mắt. Bây giờ mình nói về cái mặt tiêu cực là nước mắt bất xứng. Thì nước mắt bất xứng nó đến từ cái việc là một người không có được thỏa mãn trong những cái tham dục nào đó của mình, những cái tư dục nào đó của mình, những cái đòi hỏi nào đó của mình, nhưng mà mình không được đáp ứng thì người đó khóc. Hoặc là người đó có thể vì cớ cái tôi của mình á, là trở nên quá ích kỷ, muốn người khác phải quan tâm, phải làm nhiều điều cho mình mà không có đáp ứng được cái điều mình mong đợi thì tức quá rồi tủi thân rồi là khóc. Hoặc là có những cái người vì cớ kiêu ngạo đòi hỏi ở nơi người khác phải có một cái sự biểu hiện tôn kính, tôn trọng cái gì đó đối với mình,
Nhưng mà thấy người ta có vẻ lơ lơ hay sao đó, cho nên là vì lòng kiêu ngạo mà cũng tức bực mà cũng khóc nữa. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta những cái loại nước mắt và bất xứng này. Thứ nhất là người Việt Nam chúng ta có gọi là nước mắt cá sấu. Nước mắt cá sấu là nước mắt làm sao? Nó làm như là nó thương xót người khác lắm, nhìn mắt nó ứa lệ, nhưng mà ai mà tưởng là nó dễ thương hay là nó cảm thương cảm thông gì với mình mà tới gần với nó kết bạn thì coi như xong, trở thành miếng mồi, phải không? Cho nên ta gọi đó là nước mắt cá sấu. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta cái câu chuyện của gia đình bà Naomi. Gia đình của bà khi ở trong xứ bị đói kém đồ này kia đó, trong xứ thánh đó, thì họ lại chạy lánh nạn qua bên nước Moab. Và khi qua xứ Moab rồi đó thì họ có hai người con trai. Như vậy, khi qua tại đó rồi đó thì người chồng qua đời. Rồi sau đó thì hai người con trai cưới hai người vợ người Moab cũng qua đời. Cho nên chỉ còn lại có bà quá Naomi cùng với hai con dâu cũng quá chồng luôn. Thì lúc bấy giờ bà Naomi có nghĩa là ngọt ngào, cái tên á. Thì khi người ta gọi bà Naomi, bà nói đừng gọi tôi là ngọt ngào, đừng gọi tôi Naomi, hãy gọi tôi là Mara, là cay đắng. Và rồi bà thấy rằng bây giờ ở tại xứ lạ quê người mình còn có một mình như vậy thì không sống được, cho nên bà muốn trở về quê hương. Và nhất là khi nghe nói trong quê hương của mình bây giờ nó cũng có nhiều cái thay đổi rồi, quê hương của họ tại Bethlehem. Thì bây giờ đó mới nói lời chia tay với hai con dâu của mình, nói thôi các con ở lại và đi lấy chồng khác đi, đừng có theo mẹ. Thế rồi hai cô con dâu này mới khóc ọt ba và Ruter đã khóc với người mẹ của mình. Nhưng mà trong đó ọt ba khóc nó không, chúng con muốn đi với mẹ đó. Nhưng mà thiệt ra là ọt ba là chỉ là khóc giả tạo thôi chứ đâu có muốn đi đâu. Chỉ có Ruter mới là chân thành, thật sự khóc và muốn đi theo mẹ chồng của mình về quê chồng. Thì sau khi họ khóc với nhau rồi đó thì ọt ba bái bai, coi nên là kể như là ở lại bên xứ Moab chứ đâu có đi theo mẹ chồng đâu. Chỉ có Ruter, và chúng ta biết rằng Ruter là bà, coi như là bà cố nội á, của vua David á. Thì cái việc mà chúng ta muốn nói đây là có những người họ khóc một cách rất là giả tạo, làm màu mè vậy thôi chứ còn thật sự là không có chân thành khóc gì hết á. Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đừng có khóc theo cái kiểu đó nha. Có những đứa nhỏ đó, cái mà chúng ta thấy nó nhõng nhẽo với ba mẹ hay là ông bà ngoại, ông bà nội gì đó, cái thấy cái mẹo đó rồi, cái thấy vậy cái là thiệt ra nó chỉ là cái giống như là một cái phương cách của nó để mà nó muốn người khác phải quan tâm và phải đáp ứng những cái nhu cầu của nó thôi. Thì mình cũng để ý mấy cái đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là đứa trẻ thì nó làm chuyện đó được, còn mình đừng có giống như là ọt ba ha. Cho nên đó là nước mắt cá sấu. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có những cái nước mắt bất xứng khi mà mình có cái lòng tham dục nhưng mà không được đáp ứng, không được thỏa mãn. Đó là câu chuyện của Amnon, con của David, lại đem lòng khao khát gọi là yêu đối với em gái của mình cùng cha mà khác mẹ. Thì đó là nàng Tama, rất là kiều diễm, là một công chúa, con của David. Cho nên Amnon tìm cách ve vãn, nhưng mà cô kia cô đâu chịu, bởi vì này anh mà, anh của mình mà, cho nên là đâu có chịu. Thì anh này ảnh đem lòng yêu Tama đến mức gọi là mê mệt. Chúng ta biết rằng có những cái loại tình yêu vị kỷ và tình yêu vị tha. Cho nên tình yêu vị kỷ nó cũng bày tỏ ra một cách rất là nhiệt thành nha. Si mê đồ dữ dội lắm, nhưng mà thật ra là yêu mình. Vị kỷ là yêu mình thôi. Thấy cái người kia đáp ứng cái, những cái điều mà nó có thể thỏa mãn được những cái dục vọng gì đó của mình, ham muốn của mình. Chứ còn không phải yêu vì cớ người đó, vì ích lợi của người đó, mà chỉ vì mình thôi. Coi người kia như là một thứ công cụ. Và Amnon yêu như vậy, nhưng mà rồi Tama từ chối. Cho nên ông này, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là Amnon yêu Tama đến mức bệnh luôn.
ốm tương tư, khóc, yêu không được, cô kia không đáp ứng. Nhưng mà chúng ta biết đó là một thứ tình yêu giả trá, và sau cùng khi mà tìm cách âm mưu chiếm đoạt được nàng rồi á, thì anh ta trở nên chán chê và đuổi Tama đi. Và điều này dẫn đến rất nhiều những cái hậu quả đau đớn tai hại về sau. Bởi người anh cũng là cùng cha khác mẹ là Absalom, 2 năm sau đã giết chết đối với Amnon. Và bây giờ điều này nó cho chúng ta thấy đó là một cái nước mắt này là những cái nước mắt bất xứng. Rồi một cái câu chuyện khác cũng ghi lại cho chúng ta về một cái sự tham dục, đó là của ông vua Ahab. Ông vua Ahab thì ông ta có một cái, đương nhiên là anh ta có một cái dinh thự của vua để mà ở. Và kế bên cái dinh thự đó là một cái vườn nho của một người tên là Naboth. Cho nên đó là vua Ahab có vợ là hoàng hậu Jezabel đó, rất là nổi tiếng đó. Thì chúng ta thấy là vua Ahab mới nói với Naboth là bây giờ ngươi hãy bán cái vườn nho của ngươi cho ta. Tại vì nó nằm kế bên cái dinh thự của ta. Nhưng mà Naboth không đồng ý, nói đây là giống như là tài sản của ông cha để lại, cho nên là phải giữ nó chứ không bán. Mà nói hoài mà không được, mình vua, mình nói nó là thần dân của mình nói nó không nghe, nó không chịu. Cho nên chúng ta thấy là vua Ahab á, tức giận buồn, tự ái dồn dập, cho nên mới chui vô trong phòng, coi như là mình cách ly mọi người luôn. Thì chúng ta thấy là ông ta vô nằm ở trên giường, xây mặt vô trong vách, không chịu ăn, hờn dỗi, không muốn gặp ai hết trơn á. Sau đó vợ của ông là Jezabel vô nói, ủa sao mà vua khóc. Thì ông mới nói, cho nên là bà hoàng hậu Jezabel phải nhớ mình là vua. Cho nên bây giờ đó bà mới lấy cái quyền của ông vua Ahab đó để mà sẽ chiếm đoạt cái vườn nho của Naboth. Và chúng ta biết rằng đó, bà đưa ra một cái thủ đoạn nhờ người để mà vu cáo đối với Naboth, nói rằng Naboth đã nói những cái lời phạm thượng đối với Đức Chúa Trời và xúc phạm vua, cho nên tuyên án tử hình người này bằng cách ném đá cho chết. Cho nên sau đó là lấy cái vườn nho của Naboth free, khỏi tốn kém gì hết, mình làm vua mà. Câu chuyện này nó cho ta thấy rằng nó có những khi người ta cũng đổ nước mắt, nhưng mà đó nước mắt bất xứng, không có xứng đáng gì cả. Bây giờ chúng ta đang muốn nói đến những giọt nước mắt chính đáng nè, phải không? Hay là những cái giọt nước mắt mà xứng đáng, nó có những cái lý cớ đúng đắn của nó. Ví dụ ở trong Ca Thương đoạn 1 câu số 2 thì ghi lại như thế này: nó khóc nức nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má, mọi kẻ yêu mến nó chẳng ai yên ủi nó, bạn bè nó phản nó đều trở nên nghịch thù. Ở đây nó cho chúng ta thấy rằng người này đã đổ nước mắt bởi vì những người mà đã từng yêu mến mình, là bạn hữu của mình, thân thiết với mình đó, bây giờ phản bội mình. Cho nên vì cớ bị phản bội mà nó làm cho đau đớn và phải tuôn nước mắt. Cho nên đây là một cái lý do mà chúng ta thấy nó có thể làm cho chúng ta trong những cái lúc mà bị phản bội như vậy thì chúng ta rất là đau thương. Và phải nhớ rằng Chúa của chúng ta cũng là một người đã bị cái sự phản bội đó rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở trong cuốn sách Ca Thương này á, ở trong đoạn 2 câu 18-19 ghi lại cho chúng ta về nước mắt đã đổ ra cho dân tộc mình bị áp bức và bị hư vong. Đoạn 2 câu 18 và 19 nói như thế này: lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa, hỡi tường thành con gái Sion, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông, đừng cho nghỉ ngơi, con ngươi mắt ngươi chẳng thôi. Hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. Cho nên chúng ta thấy ở đây là nước mắt đổ ra khi thấy dân tộc xứ sở của mình bị các thế lực cường ác nó cai trị, nó giẫm đạp và làm cho phải bị tan tác ra, phải bị đầy những cái đau khổ. Và nó gây nên rất nhiều những cái thảm kịch, thảm trạng đối với dân tộc và quê hương của mình. Thì chúng ta thấy ở đây người ta đã khóc. Jeremy đã khóc, và chúng ta nhớ rằng đó, Ca Thương tác giả là Jeremy á.
thì Jeremy được coi như là một tiên tri than khóc. Cho nên đó là những giọt nước mắt mà đổ ra khi thấy dân tộc mình, quê hương của mình phải bị những cái điều đau đớn như vậy. Ở trên nước Mỹ này, trong lịch sử có ghi lại về một cái sự kiện vào năm 1838. Đó là cái giai đoạn mà khi những người Tây phương của Âu Châu qua bên cái vùng đất mới này đó để mà chinh phục. Thì chúng ta biết rằng cư dân lâu đời ở trên Bắc Mỹ này đó là những bộ tộc da đỏ, trong đó có người Cherokee. Nhưng mà rồi sau đó, đó thì để chiếm những cái vùng đất của các dân tộc này, thì đặc biệt là đối với người Cherokee á, thì á, lúc bấy giờ chính quyền của nước Mỹ á, họ định một cái vùng đất để đưa những người Cherokee này đi đến đó. Thì nó nằm về cái phía đông của Oklahoma. Và bây giờ họ phải rời cái vùng đất quê cha đất tổ của họ bao đời để mà đi tới một cái nơi xa lạ bởi những người cai trị ép buộc họ phải làm. Và trong suốt cái sự di chuyển trong cái hành trình đó, nó được đặt tên, ghi vào lịch sử, đó là cuộc hành trình nước mắt Cherokee. Cho nên họ đi trong nước mắt vì mất đi một cái vùng lãnh thổ quen thuộc yêu mến của họ, đi đến một cái vùng đất xa lạ. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta thấy rằng đó, nhiều khi mình nhìn thấy một cái thảm trạng nào đó xảy ra đối với dân tộc của mình, đối với gia đình của mình, mà chúng ta mất nơi ở, mất nơi chốn thân thương nào đó, thì nó có thể dẫn chúng ta đến những cái nước mắt. Và như Chúa Giê-xu khi Ngài nhìn thấy Jerusalem, Ngài cũng đã khóc về nó. Bởi vì Ngài thấy trước cái viễn ảnh nó sẽ bị hủy phá và dân Do Thái sẽ bị cấm ngặt và đuổi khỏi cái vùng đất của họ, vùng quê cha đất tổ, và hơn nữa là cái vùng đất mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa và đã ban cho riêng dân tộc Do Thái. Và chúng ta đã biết rằng đó, vào năm 70 sau Chúa, có nghĩa là chỉ một thế hệ sau cái tiếng khóc của Chúa Giê-xu thôi, thì cái biến cố vào năm 70 sau Chúa, bởi thái tử của La Mã là Titus đã đến để mà chinh phục Jerusalem đó, thì họ tàn phá Jerusalem, đốt cả đền thờ của họ, giết rất là nhiều người ở trong thành Jerusalem đó, làm cho Jerusalem bị cháy, rồi họ bị bắt đi làm nô lệ, rồi bị cấm không được sống ở tại cái vùng đất của Do Thái nữa, cả cái vùng Palestine đó luôn, chứ không phải chỉ riêng Jerusalem mà thôi. Và chúng ta đã nhớ rằng đó là người Do Thái đã phải tản lạc ra khắp nơi trên thế giới này mãi cho đến năm 1948, 1878 năm bị lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Rồi sau đó bởi ơn và quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời, họ mới có thể được Ngài đưa trở về hồi hương và tái lập quốc gia của họ là nước Do Thái bây giờ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là những cái tiếng khóc khi mình nhìn thấy người thân, gia đình hay là dân tộc, xứ sở của mình bị tàn phá. Rồi chúng ta cũng thấy có những cái lý do như là khi có một người thân yêu mà qua đời thì nó cũng làm cho chúng ta đổ nước mắt. Chúa Giê-xu Ngài cũng đổ nước mắt khi Ngài đến trong cái tang lễ ở tại nhà gia đình của La-sơ-rơ bị qua đời. 4 ngày chôn ở trong phần mộ rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là ở tại đó khi Ngài nhìn thấy những người thân là các chị em mà của La-sơ-rơ, Ma-thê, Ma-ri và nhiều người khác trong thân tộc rồi láng giềng gì đó đã khóc, thì chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đã khóc. Cho nên đây là những cái nọ giọt nước mắt chánh đáng mà nó có thể đến với đời sống của chúng ta trong những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Rồi có một cái sự khóc lóc chính đáng khác, đó là sự ăn năn khóc lóc, giống như câu chuyện của Phi-e-rơ khi mà ông chối Chúa 3 lần đó. Thì khi chối Chúa 3 lần như vậy mà Chúa đã nói tiên tri trước với Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Ngài 3 lần,
trước khi gà gáy. Và khi ông đã chối Chúa như vậy rồi đó, thì bây giờ người ta giải Chúa đi, đi ngang Phi-rơ, và Phi-rơ nhìn ánh mắt của Chúa. Tôi nghĩ rằng nếu lúc đó ánh mắt của Chúa mà nó tuôn lên một cái gì đó dữ dằn chẳng hạn đi, thì có lẽ là nó sẽ làm cho Phi-rơ có một cái phản ứng khác. Nhưng mà bằng một cái nhìn nhân từ bao dung của Chúa, thì khi bắt gặp cái ánh mắt nó nhìn mình như vậy, thì Phi-rơ đã tuôn nước mắt của mình. Ông đi ra khỏi đó và khóc lóc đắng cay, khóc lóc thảm thiết ấy, vì mình đã phản bội người thầy của mình. Và nó dẫn ông đến một cái sự ăn năn. Và chính cái điều đó nó lại tuôn ra cái phước hạnh là ông đã được Chúa tha thứ, rồi Ngài vẫn phục hồi chức vụ sứ đồ của ông. Cho nên chúng ta có thể thấy đó là điều đã đem tới một cái sự thay đổi. Rồi chúng ta cũng thấy như trong cái kinh nghiệm của Phao-lô được chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 20, thì ông có một tấm lòng cưu mang, thao thức vì cớ tình trạng của hội thánh Chúa trong cái sự hưng vong của hội thánh, nghĩa là muốn hội thánh được phục hưng, hội thánh được mạnh mẽ, và cũng lo ngại khi mà thấy hội thánh có những cái dấu hiệu sẽ phải bị sa sút. Thì là người hầu việc Chúa, Phao-lô có một tấm lòng nặng nề cưu mang như vậy, và ông đã đổ nước mắt của mình. Và ông khóc như thế nào? Thì trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu số 19 nói như thế này: tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. Ông đã có nhiều nước mắt, không phải nhiều nước miếng, không nói nhiều, nhưng mà là nhiều nước mắt. Nếu một người hầu việc Chúa mà biết làm như Phao-lô thì chắc chắn nó sẽ đem lại những cái điều phước hạnh cho hội thánh của Chúa. Câu 31 và 37 cũng nói, 31, Phao-lô nói rằng: vậy hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra và khuyên bảo cho mọi người luôn. Ông khóc tới 3 năm lận, ngày và đêm luôn. Thường có cái lòng thao thức cưu mang quặn thắt để mà cầu nguyện cho hội thánh tại Ê-phê-sô. Và rồi chúng ta thấy cái tình cảm đó nó được thể hiện một cách rất là thân ái giữa ông với tất cả các con cái của Chúa ở trong hội thánh tại Ê-phê-sô. Cho nên khi ông từ giã họ để ông sẽ đi về Jerusalem đó, thì chúng ta thấy câu 37 nói: ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn. Tất cả mọi người đều đổ nước mắt của mình ra khi chia tay với Phao-lô như vậy. Nhất là khi nghe biết rằng ông, bởi lời tiên tri nói rằng ông khi đi về Jerusalem ông sẽ phải chịu những cái sự bắt bớ rất là nặng nề. Cho nên chúng ta thấy đó là những cái giọt nước mắt yêu thương đối với hội thánh của Chúa, đối với công việc của Chúa. Đây là những cái giọt nước mắt rất là tốt lành. Và bây giờ cái việc mà chúng ta muốn nói ở đây, như lời Chúa Giê-xu đã phán rằng phước cho những người đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Ngài nói phước cho. Thì bây giờ làm sao để mà nước mắt nó có thể tuôn ra sự vui mừng, hay là nước mắt tuôn ra phước hạnh? Cái chữ phước cho này là một cái lời tán thán từ. Khi một cái người mà thấy một cái niềm vui, một cái điều tốt lành gì đó thì bật lên một cái lời cảm khái để mà ca ngợi đầy cái sự vui mừng. Cho nên ô phước hạnh thay cho các người. Cho nên đó không phải là một cái thứ phước hạnh mà người ta thèm thuồng, nó nằm ở đâu đó trên thiên đàng gì đó, trong tương lai xa xôi rồi mình mới kinh nghiệm, mới có thể nhận lãnh. Không có. Nó là một cái phước hạnh trong thực tại. Và bây giờ làm sao để người ta có thể kinh nghiệm được giữa một cái thế giới đầy đau thương và đầy nước mắt này á, là mình có thể nhận được cái phước hạnh của sự vui mừng? Thì chúng ta biết rằng ở đây đó là phước cho. Ai cho? Nó phải đến từ đấng chủ tể hạnh phước, là nguồn của phước hạnh đích thực. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên muôn vật này, và Ngài đã xuống phước cho muôn vật để bảo tồn muôn vật. Nếu mà Đức Chúa Trời không hành động để mà thực hiện đổ phước của Ngài xuống đó, thì thế giới này đã bị tiêu hủy rồi. Cuộc đời của mỗi con người chúng ta cũng không có được một cái sự quan phòng bảo vệ, không có đâu. Mà thế lực của điều ác, thế lực của ma quỷ, của Satan, thế lực của tội lỗi, nó đã giết hại nhiều người rồi. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy rằng nó chỉ có Chúa là đấng thật sự, là nguồn phước hạnh đích thực mà thôi. Đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy.
Cho nên là điều này nó nói cho chúng ta biết là để chúng ta có thể đổi nước mắt trở thành phước hạnh của sự vui mừng, thì chúng ta phải đổ nước mắt hướng về Đức Chúa Trời. Cho nên trong sách Gióp đoạn 16 câu 19 đến 21 thì ghi lại cho chúng ta lời của Chúa nói như thế nào. Ở đây cho chúng ta thấy ông Gióp là một người đã trải qua rất nhiều khổ nạn, nhưng mà bây giờ làm sao để ông có thể biến nước mắt của mình trong khổ nạn để rồi nó sẽ trở thành phước hạnh. Ông nói như thế này: chánh giờ này đấng chứng tôi ở trên trời và đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao. Có nhiều người ngày hôm nay họ nương cậy vào con người bảo lãnh cho mình, đặc biệt là trong những cái khó khăn á. Lỡ mà chúng ta bị một cái gì đó khắc rối về pháp luật, hay là bị chính quyền tà ác mà nó bắt bớ mình hay là cái gì đó, thì thường thường người ta muốn nhờ nơi con người, nơi những quan chức gì đó, hay là người thân của chúng ta có địa vị, có chức quyền gì đó để bảo vệ, để bảo lãnh cho mình. Rồi ngày hôm nay chúng ta cũng có thể trông đợi người khác, trong gia đình của mình bảo lãnh cho mình trong nhiều cái chuyện khó khăn của cuộc sống để đem lại cho chúng ta phước hạnh hay là vui mừng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông Gióp, ông không có đặt cái kỳ vọng đó ở nơi con người, mà ông nói rằng đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao. Rồi sao nữa? Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi, còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc, để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa con cái loài người và đồng loại nó. Cho nên chúng ta thấy rằng ông hướng lòng về Đức Chúa Trời mà khóc, ông đổ nước mắt của mình hướng về Đức Chúa Trời chứ không phải hướng về con người. Tại vì ở đây ông nói các bạn hữu của tôi nhạo báng tôi. Trong lúc mà ông chịu khổ nạn thì các bạn hữu tới, mà ở đây ông Gióp gọi họ là những người yên ủi bực bội. Những thầy thuốc không ra gì, tới tưởng là yên ủi nâng đỡ chữa thương gì cho mình cũng có. Những người an ủi bực bội tại vì tới phán xét ông không à. Thành thử là chúng ta thấy rằng nếu mà ông đổ nước mắt ra vì cớ trước những con người đó đó thì chẳng được cái gì đó. Nhưng mà ông hướng lòng về Đức Chúa Trời mà đổ nước mắt. Đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Để chúng ta có thể đổi nước mắt trở thành phước hạnh thì chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời. Đổ nước mắt của mình ra ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên điều này nó đưa chúng ta đến như ở trong Thi Thiên 39 câu số 12. Đó là cái gì? Ở đây ghi lại cho chúng ta biết rằng đó: Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi, xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, kẻ khách ngụ trong như các tổ phụ tôi. Cho nên ở đây ghi lại cho chúng ta thấy rằng đó là tác giả ở đây David cũng là một người trải qua rất nhiều những cái hoạn nạn đau đớn. Và chúng ta thấy rằng đó, ông đã trình dâng tất cả mọi cái điều đó lên cho Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện trong nước mắt. Xin hãy chan nước mắt vô những lời cầu nguyện của chúng ta đi. Cho nên chúng ta muốn nói đến là mình đổ nước mắt ra trước mặt Đức Chúa Trời có nghĩa là sao? Không chỉ đổ lòng chúng ta ra trước mặt Chúa và chúng ta dâng lên cho Ngài bằng sự cầu nguyện trong nước mắt. Chúa của chúng ta tại vườn Gethsemane, Ngài cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha như vậy đó. Đến nỗi mồ hôi của Ngài tươm ra như những giọt máu rơi xuống. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều đó là những giọt nước mắt đến từ trái tim. Đừng có để ngày hôm nay có nhiều người nói rằng tôi hả là tôi không có khóc à. Là nam nhi chi chí mà khóc cái gì. À. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm cái điều đó nó có thể khiến cho trái tim của chúng ta trở nên cứng cỏi. Phải đục một cái lỗ thì từ trong đó nó mới tuôn ra nước mắt được, từ trái tim của chúng ta. Cho nên hãy hạ mình xuống, hãy khóc trước mặt Chúa. Chúng ta không có khóc vì cớ ích kỷ hay vì cớ kiêu ngạo, mà chúng ta khóc vì cớ người khác. Chúng ta khóc vì cớ trông cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi nghịch cảnh hoạn nạn mà chúng ta trải qua. Và những cái cảm nhận của chúng ta, một cái tâm trạng của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiều sự việc và hoàn cảnh của cuộc sống đó, thì khóc nó cũng là một cái biểu hiện bình thường mà Đức Chúa Trời đặt để chúng ta. Chúng ta đừng có chống lại đối với những cái quy luật tự nhiên đó. Và Chúa của chúng ta, Ngài
là một đấng đã cảm thương cho chúng ta trong tất cả mọi sự, cho nên Ngài cũng khóc với chúng ta nữa. Và Chúa cũng dạy chúng ta hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Cho nên hãy để trái tim của chúng ta mềm mại và nó có nhiều cái lỗ thoát. Và cái lỗ thoát đó, đó là nước mắt của chúng ta. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy mình hãy đổ nước mắt của mình ra trước mặt Chúa. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta câu chuyện của bà Anne. Thì chúng ta nhớ rằng đó là Anne là một người vợ lớn. Thì bà Anne bị son sẻ. Và khi bà Anne bị, trong này, điều này được chép ở trong sách Samuel thứ nhất á, và bà Anne bị son sẻ cho nên mới bị cái người vợ thứ á, là cứ chọc ghẹo mình. Và cái thời đó mà người nữ, người vợ mà không có sanh con á, thì giống như là một dấu hiệu là Đức Chúa Trời rủa xả vậy đó. Cho nên nó bị nhạo báng. Mỗi năm đó thì họ Encana, tức là gia đình người chồng, nó đi lên ở trên đền thờ lúc bấy giờ tại Silo để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì cứ mỗi lần đi như vậy lên thờ phượng đó thì cái cô vợ, hai cô vợ thứ đó thì cứ chọc ghẹo đối với bà Anne, nhạo báng bà. Cho nên bà đau đớn lắm. Vì vậy mà khi đi tới ở tại đền thờ Silo rồi đó thì Anne lúc mọi người ra về, con mình bà còn ở lại, bà đã đổ lòng của mình ra trong nước mắt. Bà khóc thảm thiết đến mức bà thầy tế lễ thượng phẩm Heli lúc bấy giờ tưởng rằng cái bà này chắc bà say rượu hay sao á. Cho nên ai cũng về hết rồi, còn có bà ở đây sao bà cứ nằm ở đó bà lăn lộn, chắc xỉn quá rồi đi không nổi hay là sao đây. Nhưng mà khi mà tới hỏi đó thì bà anh em mới cho biết cái tâm trạng của bà là như vậy. Bà đã đổ nước mắt của mình ra trước mặt Chúa. Và rồi thầy tế lễ Heli mới nói rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy nước mắt của con, Ngài đã nhậm lời con hãy đi về trong sự bình an. Và rồi khi bà đi về, Chúa đoái thương đến bà Anne, để rồi bà đã thụ thai. Từ tình trạng son sẻ mà Đức Chúa Trời ban phước cho bà thụ thai. Và bà đã, khi thấy được cái điều đó thì bây giờ không phải là giờ ta cũng có con rồi ha, để mình tới với cái cô kia để mà mình giống như trả đũa hay gì đó, không có. Bà nhận biết đó là một cái phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho nên bà đã dâng cái đứa con của mình cho Chúa. Bà đã hứa nguyện như vậy. Và cho nên khi sanh ra đứa con đặt tên nó là Samuel, thì còn thơ ấu bà đã dẫn nó đi lên trên đền thờ để dâng nó cho Chúa. Và Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va. Và rồi Đức Chúa Trời bù đắp cho nó, nàng Anne đó, cho bà có thêm 3 người con trai và 2 người con gái nữa. Tổng cộng có 6 đứa con luôn. Từ tình trạng là hiếm muộn son sẻ nha, nhưng mà khi mà khóc trước mặt Đức Chúa Trời bằng lời cầu nguyện của mình á, thì Đức Chúa Trời đã đổi nước mắt đó ra phước hạnh rất là lớn lao. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Và chúng ta nhớ rằng khi chúng ta đổ nước mắt của mình ra trước mặt Chúa thì giống như bà Anne đó, thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận và đáp ứng. Ở trong Thi Thiên 56 câu số 8 thì lời của Chúa nói như thế này: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng từng giọt nước mắt của chúng ta đổ xuống, Chúa lấy cái ve, Chúa hứng. Nhưng rồi không những là Ngài hứng mà Ngài để nước mắt của mình vô cái ve đó, cái màu trắng, cái màu xanh, cái màu đỏ hay là cái gì đó. Chúa để nó rồi ghi chú vô sổ. Con ta nó đã đổ nước mắt vì chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Ghi vô sổ để giải quyết, để giúp đỡ nó, để cứu nó. Cho nên Chúa đừng nước mắt chúng ta trong ve, Ngài trân trọng giọt nước mắt của con cái Ngài đổ ra. Ngài cảm thương đối với những cái tâm trạng nào đó của chúng ta. Và Ngài ghi nhận những cái điều chánh đáng mà chúng ta đã đổ nước mắt. Rồi Ngài sẽ đổi nó trở thành phước hạnh. Cho nên cũng Thi Thiên thứ 6 ghi lại cho chúng ta rằng khi mà Chúa Ngài tiếp nhận những giọt nước mắt của chúng ta đó, thì Ngài làm gì? Ở trong Thi Thiên thứ 6 câu 6 đến câu số 10 ghi lại như thế này: Tôi mỏng sức vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Cho nên làm trôi giường của mình bằng nước mắt nha.
Cho nên chúng ta thấy rằng đó, mỗi đêm ông đã làm như vậy. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, lang lệch vì cớ cừu địch tôi. Hỡi cái làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài dặm lời cầu nguyện ta. Hết thảy cái thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm, chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mắc cỡ. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là tiếng khóc của mình, Chúa sẽ thay đổi tình thế. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta trong những cái nghịch cảnh nào đó, chúng ta hãy đổ nước mắt của mình hướng về Đức Chúa Trời, vì Ngài trân quý đối với những giọt nước mắt của chúng ta, đừng trong ve ghi vào sổ và giải quyết cái vấn đề đó, để chuyển đổi nước mắt của chúng ta trở thành phước hạnh. Chúng ta thấy câu chuyện được nói đến một ông vua của Juda, đó là vua Ezechia, được chép ở trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 20 câu 1 đến câu 7 đó. Thì ở đây ghi lại cho chúng ta câu chuyện ông vua Ezechia này đó, thì ông mắc phải một cái chứng ung thư. Và khi ông mắc cái chứng ung thư này rồi đó, thì Đức Chúa Trời Ngài dùng tiên tri để nói với vua rằng đó là vua sẽ chết vì cái chứng bệnh đó. Và khi vua nghe nói mình phải chết như vậy đó, thì ông lo lắng sợ hãi và ông không muốn chết, cho nên ông đã sắp mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để mà khóc lóc nài xin Đức Chúa Trời cứu con, đừng để con chết. Và chúng ta thấy là Chúa đã nói để trả lời cho Ezechia rằng ta đã thấy nước mắt của nó, cho nên bây giờ ta sẽ giải cứu nó, ta sẽ chữa lành cho nó. Và chúng ta thấy là Ngài đã nói với tiên tri Ê-sai để mà dùng một cái bánh trái vả đắp lên cái phần ung nhỏ ung thư của vua Ê-sai-chia đó, và vua Ê-sai-chia được lành. Cho nên chúng ta biết rằng nếu chúng ta có những cái nan đề, cho dù là tuyệt vọng nhất của con người, trong khả năng của con người, điều kiện của con người tuyệt vọng nhất, nhưng mà nếu chúng ta biết đặt đức tin và sự trông cậy chúng ta nơi Đức Chúa Trời, để đổ nước mắt của mình ra mà kêu xin Ngài, chúng ta sẽ thấy Ngài sẽ tiếp nhận và đáp ứng. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta noi theo những cái gương rất là rõ ràng mà lời Chúa đã ghi lại, để bảo đảm cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sẽ đổi nước mắt của chúng ta trước mặt Ngài trở thành phước hạnh. Và chắc là thì giờ không cho phép, cho nên tôi sẽ nói đến một cái điều để kết luận. Có một câu chuyện thật được kể lại về một đôi vợ chồng có một đứa con trai nhỏ, rất là tin kính Chúa, yêu mến Chúa và hầu việc Chúa một cách rất là sốt sắng, nhiệt thành và trung tín. Nhưng mà rồi đứa con của họ qua đời. Và khi con của họ qua đời như vậy đó, thì cả hai vợ chồng đau đớn và cay đắng lắm. Phải cay đắng với con người đó mà với Đức Chúa Trời. Nó tại sao chúng con đã hầu việc Đức Chúa Trời như vậy mà Ngài lại cất đứa con của chúng con đi. Cho nên từ cái chỗ đó họ bị vấp phạm trước cái sự việc đó, và họ lui đi trong đời sống đức tin, họ bỏ nhóm luôn. Chứ đừng có nói là tới cái chuyện mà dự phần và công việc hầu việc Chúa gì hết trơn á. Tại vì họ oán trách Chúa. Tại sao người hầu việc Chúa như vậy, Chúa không có bảo vệ, Chúa gìn giữ mà Ngài lại còn tước đoạt làm cho con của họ bị chết như vậy. Và khoảng chừng 5-6 năm sau, có một lần kia hai vợ chồng có dịp đi về quê nghỉ ngơi. Thì trong một lần họ ngồi, họ nhìn cảnh đồng quê như vậy đó, thì họ thấy có một số người chăn dẫn cái bầy cừu đi. Và bây giờ họ phải đi qua một cái con lạch. Con lạch đó là một cái dòng nước nhỏ thôi ở dưới miền thôn quê đó. Để qua phía bên kia thì nó mới có đồng cỏ. Nhưng mà không có cái cầu nào hết á, tại vì ở miền thôn quê mới có cái lạch đó, thì người ta không có bắt cái cầu gì hết, xây cầu gì hết á. Nhưng mà bây giờ những người chăn đó họ mới tìm cách là họ lấy một cái miếng ván, họ thả ngang vậy đó. Rồi thì bây giờ họ mới lùa cái bầy chiên đi qua, mà không con nào chịu đi hết á, bởi vì mấy cái con chiên nói chung á, nó rất là nhút nhát, rất là sợ hãi. Cho nên nó chỉ thấy cái đường hẹp ở kia là nước chảy rồi này kia, nó sợ, nó không chịu đi. Làm gì nó cũng không chịu đi hết á. Sau cùng thì họ mới nghĩ ra một cái sáng kiến. Họ mới lấy bắt một cái con chiên còn nhỏ đang bú. Lúc nào nó cũng đi theo mẹ của nó hết, nhưng mà lấy cái con chiên đó thì cái người chăn mới đi qua bên kia trước.
Và khi đi qua bên kia trước rồi thì cái con mẹ nó thấy con của mình bên kia mà nó cứ kêu gì ở trong đó. Thì bây giờ cái con chiên mẹ đó giờ nó thấy vậy thì nó đi qua. Nó bước lên nó đi qua, và khi nó đi qua thì mấy cái con khác đó, con cha, con anh, con chị gì không biết, thấy vậy cũng đi theo. Và cuối cùng thì cả bầy chiên đó đã đi qua được phía bên kia. Và lúc bấy giờ người chồng mới nói với vợ mình: đủ rồi. Ông nói rằng bởi vì nhiều khi chúng ta để lòng của mình ở trong cái thế giới này nhiều quá. Đức Chúa Trời đã đem con của chúng ta đi trước. Tại sao chúng ta không thấy được cái điều đó mà đau đớn? Cho nên hãy cứ tiếp tục hướng lòng của mình về Đức Chúa Trời, và họ đã trở lại trong sự ăn năn và lại tái dâng mình trong sự hầu việc Chúa. Cho nên xin Chúa cũng cho chúng ta, để khi nào chúng ta đổ nước mắt, chúng ta cần phải đổ nước mắt ở trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ thấy Ngài chuyển đổi tất cả những điều đó. Ngài sẽ thay đổi nhãn quan của chúng ta để nhận định một cách đúng đắn. Và rồi chúng ta cũng biết rằng Ngài cũng sẽ đem tới những cái điều phước hạnh trong đời sống của mình. Và lời của Chúa đã nói với chúng ta như thế này: không những là chúng ta sẽ tìm thấy được phước hạnh trong đời này, nhưng mà sẽ có đến một lúc thì Ngài sẽ làm cho mọi nước mắt của chúng ta sẽ được lau ráo, và trong cái thế giới thời kỳ đó sẽ không còn có nước mắt nữa. Cho nên trong sách Khải Huyền đoạn 7 câu số 17, lời Chúa nói như thế này: vì chiên con ở giữa ngôi sẽ trăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Nếu người chăn trong đời này còn biết làm như vậy cho bầy chiên của mình được ích lợi, Chúa người chăn của chúng ta, Ngài cũng từng là một chiên con. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài sẽ chăn giữ và đưa chúng ta đến những suối nước sống, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Và trong thế giới đời đời, trong nước vinh hiển của Chúa, nước phước hạnh của Chúa, thì Ngài nói như thế nào trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 4: Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Sẽ đến một lúc chúng ta sẽ bước vào với Chúa trong vương quốc của Ngài, trong cõi đời đời. Tại đó không còn có đau đớn, không còn có than khóc, không còn có nước mắt nữa. Một câu chuyện được ghi lại trong cái thời chiến tranh xảy ra tại Âu Châu trong đệ nhị thế chiến. Thì lúc bấy giờ quân Pháp và quân Đức trong một cái trận chiến đánh nhau rất là dữ dội. Và rồi có hai người lính, một người lính Pháp và một người lính Đức, họ đều là cơ đốc nhân. Và họ bị bắn cho nên là thương tích rất là trầm trọng. Và trong cái lúc mà hấp hối như vậy thì họ lại nằm kế bên nhau. Thì cái người lính Pháp á, còn có một cái sức đỡ hơn cái người kia là người lính Đức. Thì khi mà cái người bị thương tích và chảy máu nhiều thì họ khát, họ muốn có nước. Thì bây giờ người lính Pháp mới cố gắng để lấy cái bi đông nước của mình ra để mà đưa qua. Khó nhọc lắm, là tại vì cả hai đều trong tình trạng hấp hối, để cái người kia, người lính Đức uống nước. Họ là địch thủ của mình mà, kẻ thù của mình đó. Nhưng mà trong cái giờ đó, người lính Pháp cho người này uống nước, và sau đó mới nắm tay hai người, nắm tay lại với nhau. Và người lính Pháp nói rằng: ở nơi đó sẽ không còn có chiến tranh nữa. Sau đó thì họ nắm tay nhau, tắt thở và qua đời. Ở nơi đó sẽ không còn có chiến tranh nữa. Kính mời hội thánh đồng đứng lên. Chúng ta hãy nắm tay lại. Và chúng ta hãy nói rằng: ở nơi đó sẽ không còn có nước mắt nữa, vì Chúa sẽ lau ráo hết mọi nước mắt của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau nói câu này: ở nơi đó sẽ không còn có nước mắt nữa. Amen. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh yên ủi Ngài đến với mỗi tấm lòng của chúng ta, ghi khắc những lời này trong chúng ta. Và chúng ta cần những bàn tay yêu thương của anh chị em của mình. Đó là nguồn yên ủi. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhau. Ở nơi đó, ở trong Chúa, nước mắt sẽ biến thành phước hạnh, và sẽ đến một thời kỳ ở nơi đó sẽ không còn có nước mắt nữa. Là Chúa xin Ngài ban ơn.
Phải, chúng con đang sống trong một cái thế giới đầy đau thương. Xin Ngài giúp cho chúng con không phải chỉ là những người chỉ biết than khóc, thương khóc gì đó, cho dù là vì những cái lý do chánh đáng đi nữa, rồi dừng lại ở tại đó, mà chúng con, Chúa ơi, đổ nước mắt các mình ra trước mặt Đức Chúa Trời và trông cậy nơi Ngài, vì biết rằng Chúa sẽ đổi nó để nó trở thành phước hạnh, trở thành vui mừng. Và nếu Chúa ơi, nước mắt chúng con như là một dòng chảy ra, thì Chúa ơi, Ngài cũng sẽ làm cho phước hạnh như là một cái suối nước, không phải là suối lệ nữa, nhưng mà Chúa ơi, nó sẽ là một cái suối nước sự sống, suối nước của phước hạnh, suối nước của vui mừng. Nó sẽ chạy đến với những người khác, và nó cũng sẽ biến đổi ngay cả những cái hoàn cảnh nữa, thay đổi tất cả những cái sự việc. Chúng con xin Chúa Ngài cho chúng con học biết điều này. Chúa của chúng con đã trải qua, ôi Chúa, những nỗi đau thương của thế giới con người. Ngài nhìn biết được tội lỗi và hậu quả của tội lỗi đã gây nên những cái sự hủy phá, đau khổ như thế nào ở trong cuộc sống của con người trong thế giới này. Và Ngài đã cảm thương đến mức Ngài đã bước vào trong thế giới đau thương này. Và Chúa ơi, Ngài đã gánh thay cho chúng con tất cả mọi đau thương đó. Không những Ngài đã, ôi Chúa, cảm thương đến nỗi Ngài đổ nước mắt, mà Ngài còn đổ huyết của Ngài vì chúng con. Để rồi Ngài sẽ biến đổi thế giới đau thương này với ước muốn của Chúa, với chương trình, với mục đích của Chúa là đổi nó trở thành phước hạnh. Chúng con biết rằng, Chúa ơi, chúng con không tìm đâu được một cái sự biến đổi lạ lùng như vậy để khiến nước mắt đau thương trở thành phước hạnh vui mừng, trừ ra ở nơi chính mình Chúa. Hãy giúp cho chúng con. Chúng con biết rằng đau khổ sẽ là người bạn đồng hành với chúng con ngày nào chúng con vẫn còn trải qua linh trình trên đất. Cho nên đó là điều mà xin Chúa trang bị chúng con bằng lời của Ngài. Để rồi, Chúa ơi, trong những cái hoàn cảnh đó, chúng con biết đổ nước mắt của mình ra. Và không chỉ là vì có chúng con trải qua cái điều gì đó đau thương, mất mát cho riêng mình, nhưng mà chúng con nhìn Chúa ơi tha nhân ở trong cảnh đau thương, chúng con cũng biết đổ nước mắt như Ngài đã đổ nước mắt. Ngài không đổ nước mắt vì có chính Ngài đâu, mà Ngài đổ nước mắt vì có loài người sa ngã đau khổ của chúng con. Và nước mắt đó đã biến đổi để trở thành phước hạnh cứu chuộc và sự vui mừng. Chúng con xin Ngài cũng cho chúng con có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chúng con tin rằng khi chúng con đổ nước mắt của mình ra trước mặt Chúa một cách chánh đáng, Ngài sẽ đựng nước mắt chúng con trong ve, Ngài sẽ ghi nó vào trong sổ, và Ngài sẽ hành động đáp lời cho chúng con bằng một sự biến đổi. Cảm ơn Chúa về điều này. Xin lời của Chúa được ghi khắc ở trong mỗi tấm lòng và đời sống của chúng con, đem lại cho chúng con niềm tin và hy vọng, đặc biệt là khi chúng con trải qua những giông tố, những đêm đen của cuộc sống, thì chính Ngài là ánh sáng dẫn đường cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Sau giờ chúng con sẽ có những thời giờ khác để sinh hoạt và công việc. Xin Chúa Ngài bổ sức ban ơn cho hết thảy chúng con, để ai nấy trong chúng con đều tích cực thấy cơ hội và đặc ân mà chúng con được dự phần trong sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện sự bình an của Đức Chúa Trời, sự vui mừng của Đức Chúa Trời tràn ngập trên toàn thể các con cái của Chúa. Trong ngày hôm nay là ngày thánh phước hạnh mà tràn ra cho đến cả tuần lễ nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và chân thành cầu nguyện với danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.